Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2. Và trên màn hình của quý vị và các bạn đang nhìn thấy đó chính là toàn cảnh của dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang được triển khai thi công và xây dựng. Vào ngày hôm qua thì cầu Thủ Thiêm 2 đã được lắp nhịp dầm thứ 14 trên tổng số 17 nhịp dầm ngang của cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn. Như vậy thì chỉ còn 3 nhịp dầm nữa thôi là cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hợp long. Do tình hình dịch bệnh phức tạp thì đã khiến cho công trường cũng phải hạn chế lượng công nhân để đảm bảo khoảng cách an toàn khi thi công kèm với việc chống dịch. Không riêng gì công trình cầu Thủ Thiêm 2 mà các công trình đang xây dựng lớn cũng đã nhận được thông báo hạn chế công nhân thi công. Hiện tại thì công ty của mình cũng đã phải tạm dừng toàn bộ các công trình dân dụng để cùng thành phố chống dịch, nên rất hạn chế ra đường. Bởi vậy trong thời gian này thì mình cũng sẽ không thể cập nhật chính xác và thường xuyên về tiến độ của các công trình đang thi công cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn sẽ thông cảm. Mặc dù không thể theo sát tiến độ của các công trình trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mình vẫn sẽ ra những video về đô thị và công trình cũng như là skyline tại thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng ta hãy cùng thành phố và cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch này và mong rằng đại dịch này sẽ sớm qua đi, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy lượng công nhân thi công trên cầu Thủ Thiêm 2 đã giảm đi một nửa so với trước đó. Hiện tại thì mỗi đội thi công chỉ còn vài người, nhưng không vì thế mà công trình phải tạm dừng. Về tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 thì trong ngày hôm nay, các công nhân đang tập trung thi công phần trụ chính để chuẩn bị cho quá trình đổ bê tông và lắp đặt 3 đốt trụ còn lại. Phần trên của 2 trụ chính sẽ được kết nối với nhau. Các bạn có thể thấy thì 3 đốt cuối cùng của trụ chính đã được chuẩn bị sẵn sàng bên phía dưới. Đốt cuối cùng thì sẽ được uốn cong. Trên màn hình thì các bạn có thể xem qua phối cảnh của cầu Thủ Thiêm 2, đoạn đỉnh của trụ chính cầu Thủ Thiêm 2. Hai trụ này thì sẽ nối liền với nhau và được uốn cong. Hiện tại thì các bó dây văng số 45, 46, 47 và 48 đã được chuẩn bị ở phía bên dưới. Dự kiến thì sau 2 ngày nữa thì các bó cáp dây văng này sẽ được kéo lên. Ngoài tiến độ thi công trụ chính thì bên phía quận 1, tiến độ thi công các nhánh cầu N1 và nhánh cầu N2 vẫn đảm bảo đúng tiến độ. Trên màn hình thì các bạn có thể thấy công nhân vẫn đang thi công các trụ chính của nhánh N1 và nhánh N2. Về nhánh N1 thì dàn giáo cũng đã được lắp đặt xong đoạn đầu của nhánh N1. Sau khi lắp đặt dàn giáo xong thì sẽ được thử tải và đóng cốt pha cũng như là đan thép để chuẩn bị cho quá trình đổ bê tông sàn. Sau khi thi công xong cầu Thủ Thiêm 2 thì dưới chân cầu phía bên quận 1 sẽ được tái tạo cảnh quan và xây bờ kè cũng như là lối đi bộ nối qua nhà ga ngầm Ba Son của tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên. Về hướng công trường Mê Linh thì cũng được phối hợp với dự án cải tạo bến Bạch Đằng để tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp. Chắc chắn là sau khi hoàn thành xong cầu Thủ Thiêm 2 và dự án cải tạo bến Bạch Đằng sẽ tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp. Lúc đó thì các bạn có thể ra đây đi dạo cũng như là ngắm cầu Thủ Thiêm 2 và check-in. Vì sau khi hoàn thiện thì cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được chiếu sáng nghệ thuật cả ban ngày và ban đêm. Hoặc các bạn có thể qua bên phía Thủ Thiêm và ngắm nhìn về quận 1. Hy vọng thì cầu Thủ Thiêm 2 và dự án cải tạo bến Bạch Đằng và các dự án khác cũng như là The Nexus, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Hilton Sài Gòn hay là dự án Grand Marina Sài Gòn. Khi các dự án này hoàn thành thì chắc chắn sẽ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho quận 1 cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng thì đại dịch này sẽ sớm được đẩy lùi và đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Mình cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn bình an và thật nhiều sức khỏe. Video cập nhật về tình hình tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2 của mình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.